xong rồi, xong rồi. Anh Phong ơi, mong anh hãy làm lại tiếp tựa game Yonomaly đi anh. Yonomaly hả? Tính ra cái game Yonomaly thì lần trước á mình đã chơi và mình đã phá đảo được tựa game này rồi. Nên là bây giờ nếu như mà muốn mình chơi lại á thì mình cũng không biết là phải chơi gì hết các bạn ơi. Tại vì là mình cũng đã phá đảo rồi mà. Nhưng mà bởi vì là có rất là nhiều bạn thích mình chơi Yonomaly cho nên mình mới vừa nghĩ ra một ý tưởng này rất là hay. Đó chính là này, mình sẽ chỉ cho Sammy chơi đó. Để coi coi Sammy có thể phá đảo được tựa game Yonomaly không nha. Từ đó giờ Sammy có phá đảo được tựa game nào chưa? Có. Game gì? Minecraft. Thấy không? Giết rồng luôn hả? Ghê vậy? Giết rồng rồi. Wow. Ôi ghê quá vậy ta. Được rồi, vậy thì để coi coi liệu rằng lần này Sammy có thể vượt qua được thử thách của mấy bạn là phá đảo tựa game Yonomaly không nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Và trước khi vào video này đừng quên kéo xuống bên dưới, nhấn vào nút like và đăng ký kênh trước khi xem video nha. Mấy ông dạo này xem chùa hơi nhiều nha, tôi thấy một con người đang xem chùa nè đó. Một con người đang xem chùa đó nha. 5, 6, 7, 100 người luôn kìa. Trời ơi, xem chùa không à. Rồi vậy nha, ok bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok các bạn, hiện tại bây giờ thì mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã vào trong tựa game Yonomaly rồi đây. Và tôi sẽ chỉ cho Sammy chơi từ những cái bước đầu tiên luôn nha các bạn nha. Nhưng khoan đã, trước tiên Sam sẽ phải đeo tai nghe vào. Bởi vì đeo tai nghe vào chơi game nó mới sợ, bạn hiểu không? Đó, rồi đeo vô. Có sợ thấy miếng nào đâu ta? Không sợ miếng nào hả? Thì cứ chơi thì biết có sợ hay không mà. Rồi ok, bây giờ Sammy hãy làm nhiệm vụ đi. Bây giờ cái này là nó hướng dẫn cho Sam nè. Nhiệm vụ đầu tiên là Sammy sẽ phải lụm cái bóng đèn đó. Có hai cái bóng đèn xung quanh này, thấy không? Đây. Đúng rồi, Sammy sẽ lại gần lụm bóng đèn. Đó. Sammy biết sử dụng bóng đèn làm gì không? Để bắn đúng không? Đúng rồi, lần trước Sammy ngồi coi tôi chơi Sam cũng biết rồi đúng không? Đó. Sam sẽ giữ chuột, giữ luôn. Rồi, đó cho nó full gì đó rồi xong thả ra. Bùm. Rồi ok, vậy là bắn vậy đúng không? Đúng rồi, ok, rồi. Đến cái màn tiếp theo sẽ là Sammy sẽ phải chọn cái cần gạt đúng để có thể mở được cái cửa đó. Okay. Thì ở đây nó có rất là nhiều cần gạt cho nên là Sammy phải chọn ra cần gạt đúng, hiểu không? Đó. Rồi. Có gì đâu khó, có mấy cần gạt thôi mà, có gì đâu khó. Ê, nó phải mở hết luôn hả? Không phải là mở hết mà phải chọn cái đúng, hiểu không? Đó, thấy không? Cái màu xanh thì mới đúng. Đó, bây giờ là Sammy phải chọn đúng, phải không? Rồi, ok, tiếp nè. Bây giờ ở bên này thì Phong sẽ chỉ cho Sammy kỹ năng để có thể tạo ra một cây cầu để qua bên kia. Bây giờ Sam bấm chữ R để nạp lại đi. Rồi, ok. Cái bóng đèn sau khi mình làm nổ xong mình phải nạp lại, phải không? Đó, giữ luôn, phải giữ luôn, phải giữ luôn cái này. Đó, rồi, buông ra. Đó, rồi, ok, bây giờ thành cái cầu thì mình phải đi qua. Cái này nó có tính thời gian đó nha, cho nên phải đi qua nhanh nha. Rồi, ok. Rồi, ok, rồi, tiếp, bóng bây giờ đèn, hết bóng đèn rồi nè. Đúng rồi, bây giờ hết bóng đèn rồi nè, giờ là Sammy phải đi lượm bóng đèn. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ đạn này sao qua kia được, đố Sam á. Này bật lên đúng không? Đúng rồi, cái này nó sẽ bắn mình qua, đó. Rồi, ok. Rồi bây giờ Sammy sẽ bắn vô tấm dáng này nằm xuống nè. Rồi Sammy bước lên lên trên kia luôn. Rồi đứng im đó. Rồi đó, bây giờ nó sẽ bắn Sam bay qua kia. Wow. Rồi. Okay. Ok. Rồi bây giờ Sammy đã hiểu sơ sơ rồi đúng không? Hiểu rồi. Ok. Đến lúc rồi bạn, đến lúc Sammy gào thét rồi. Gì đâu sợ. Có gì đâu sợ hả? Có gì đâu sợ. Lâu chứ không sợ. Rồi bây giờ nè, Sammy sẽ phải vào trong cái sở thú này. Bây giờ là Sam đi lượm bóng đèn trước đi. Hiện tại là Sam chỉ mới có một cái bóng đèn thôi kìa, đi lượm thêm đi. Rồi. Đây. Bấm vô. Rồi. Cái này là Sammy phải di chuyển nhanh lên. Tôi thấy là Sammy hơi chậm á nha. Chậm kiểu này là bị bắt đó. Rồi ok ok. Nói chung là bây giờ phải lượm cho nhiều đèn vô ta. Đúng rồi. Ở đó mấy con đèn này lượm luôn đi. Nhiều quái vật lắm mọi người ơi. Đó. Cũng có một con quái vật đang sao 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 không lượm mấy con bóng đèn kia, mấy bóng đèn sau lưng kìa. Đâu thấy đâu? Kìa ở trên nè, đó. Trên này lượm được đâu? Lại gần phải lại sát vô. Sammy phải lại gần vô, hiểu không? Okay. Chứ đứng xa quá sao lượm được. Rồi, đây rồi. Bây giờ sẽ đi vào đây, rồi. Đã đến lúc coi Sammy gào thét nè. Sợ nha, đây là bây giờ phải thoát cái cửa này đó. Rồi, ok. Cái này là Sammy có thể nhìn được trong bóng tối, hiểu không? Rồi, ok. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ cho Sammy vào trong cái chuồng dễ nhất, đó chính là cái chuồng đầu tiên, là cái chuồng này. Chuồng này mấy bạn này, mấy bạn này nhìn nè, mấy bạn này nhìn hơi dị nha, nhưng mà hiền. Chuồng này là chuồng của con cóc, mấy bạn kêu là con này là con cóc đó anh, tôi không biết có phải con cóc thiệt không? Con cóc kìa, thật không, sao nó có hai chân nó đi như con người vậy? Thì nó là quái vật mà bà nội. Vậy lụm cái gì vậy? Mình tìm cái gì lụm đúng không? Bây giờ Sammy phải lụm cái chìa khóa cho nó kìa. Đây, đúng rồi. Ok. Đi hướng nào? Sammy tự tìm đường đi đi chứ, phải thông minh lên chứ. Rồi. Cái này là màn đầu tiên là dễ nhất rồi đó. Màn đầu tiên rồi, đi qua cọng dây rồi đúng không? Đây nè. Vậy sao lại đi qua cọng dây? Đúng rồi. Tào lao cọng dây này sao đi được? Ủa không đi được rồi. Mình phải sử dụng bằng tấm dáng đằng sau mình bay qua. Trời ơi. Tôi Sammy phải nhìn xung quanh, Sammy động não đi trời. Cái này tôi không biết thật được, bay qua đây đúng không? Rồi. Trời ơi. Ủa?
bà đứng cái kiểu gì mà cái cục kia nó bật lên thì bà vẫn ở đây vậy? Trời ơi, đúng phải canh, sao phải canh đúng không? Nó áp lực lắm mấy bạn, kìa không phải dễ đâu nha, khóm luôn á. Đâu tính ra có nhiều bạn fan người ta phá đảo rồi đó, có mình Sammy thấy khó à. Đây hả? Rồi bây giờ Sammy sẽ đứng vào đây bay qua lại nè các bạn. Ok. Ok 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 đó. Rồi, lượm. Đấy, cái này lượm sao? Để vô bấm chữ E thôi, có gì đâu, khó đâu. Trời cái bà này sao cái gì bà cũng không biết cái gì bà nội. Tôi biết đâu. Rồi. Khó thật, bà giờ là muốn điền cho chắc đi. Tôi già okay. Lắm, lắm. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chỉ cho Sammy như là chơi theo những lần mà tôi chơi với bạn. Đó chính là Sammy sẽ tìm được từ 3 đến 5 cái chìa khóa trước. Rồi sau đó những trận sau sẽ kiếm tiếp. Ok rồi, rồi. Bây giờ còn thiếu hai bóng đèn này, Sammy phải lụm khui bóng đèn đi. Rồi ok giờ ngồi rồi. Coi chuồng này, chuồng của con gì vậy ta? Chuồng con gì vậy? Con chuồng con thằng lằng. Cái chuồng này dễ đi không vợ? Tôi sợ khó à. Cái gì đâu khó. Bây giờ Sammy phải nhìn xung quanh coi cái chìa khóa nằm chỗ nào. Đầu này, đầu này, chìa khóa đầu này nè. Đúng rồi, nằm bên đó đúng không? Trời ơi, tôi nghe tiếng cười ai mà khùng. Bà la. Tôi nghe tiếng ồn, tôi tưởng ai, sợ hả? Ôi, Sammy la, tôi giật mình mấy bạn ơi. Đây là chị mèo Sammy đó. Đây, không phải chị mèo Sammy, đây không là cây gôn. Không phải chị mèo Sammy hả? Đây là cây gôn hả? Cây gôn nè, khó chịu, hồi dọa hất hồn. Đây. Rồi, bây giờ là những chìa khóa nằm trên kia, giờ đi sao nè, tìm đường đi đi. Đây, đây, đây. Rồi, rồi sao nữa? Cái này sao đi? Soi, soi lên, rồi, Sam nhìn thấy cái gì không? À. Đây. Tăng hên, tăng hên, tăng hên. Đúng rồi, có mấy cái tấm ván tàng hình đó, hiểu không? Thằng lằng nó ghê chứ kìa. Có thằng lằng này thấy nó hơi mập nha. Body summon của thằng lằng. Xoay, xoay tiếp, xoay tiếp. Rồi, phải xoay liên tục. Đó. Ủa, đây. Đúng rồi, có cái tấm ván tàng hình đó. Ở đây nhiều tấm ván tàng hình lắm. Rồi, xong mình. Bắn lên đây. Bắn lên đây, bắn lên đây, bắn lên đây. Chắc chưa? Chắc. Sao? Đây là bà nhìn, bà bấm xoay lên. Sammy phải bấm cái xoay liên tục đó. À, có đây hả? Sammy phải bấm cái xoay liên tục để Sammy tìm đường. Vậy, Sammy không chịu. Sammy phải nhìn xung quanh chứ. Tiếp đâu? Trời ơi, sao lại đeo tôi vậy? Gì vậy? Rồi, rồi, nó bắt Sam nè, Sam ơi, nó bắt Sam nè. Ơi, sợ quá, đi theo mình ghê quá à. Sao nữa? Đó, coi đây, khôn chưa? Đó. Rồi, sao rồi. Nữa? Đây nè, đây nè, đây nè. Rồi, chìa khóa nằm bên đó, thì qua bên đó lại chứ Sam chạy qua đây làm gì? Ủa chứ bên này là cái gì ta? Qua lại rồi, giờ rồi. Sang ngước lên trời, sang ngước lên trời. Này. Không không, đi vô vô trong luôn. Rồi, rồi ngước lên, ngước lên. Rồi. Nhảy lên đó thấy không? Kì, nhìn lên à, đó. Đây, đây. À. Oh, hay nhở. Rồi, vậy là Sammy đã kiếm được hai chìa khóa. Hai chìa khóa rồi. Trời tôi mệt quá, tôi chỉ Sam chơi mà tôi mệt quá bạn ơi. Ý, nó cười ghê quá. Sam sợ đúng không? Ồ, bắt đầu sợ. Ê, ra bằng đường đó thôi hả? Đúng rồi, chỉ có một đường đi thôi, thôi à. Bắn nó thôi. Bây giờ Sammy bắn nó xong Sammy chạy liền hiểu không? Rồi. Nắp rồi. Chạy chạy đi, chạy đi, chạy đi, nó đuổi nó, nó đuổi nó. Rồi Sam Sam thử nhìn nó sau lưng, nhìn sau lưng. Ông nội ơi. Sao sợ chưa? Vậy mà kêu nãy kêu tôi không sợ, trời ơi. Ê. Hả? Sao đứng trước mặt tôi vậy? Bây giờ Phong chỉ nè, Sammy phải tìm cái đường tiếp theo đi là đường nào giờ Sammy coi nha. Bây giờ Sammy bắn nó xong Sammy chạy vô cái chuồng bên kia, chuồng bên kia. Ok. Ok. Sao vậy? Chưa mà. Ôi, chưa bắn hả? Chưa bắn hả? Trời may đó, may nó chưa bắt được Sam đó. Trời ơi, hên quá. Sammy phải lại gần nó hiểu không? Lại gần nó mới bắn được. Con này không cắn mình hết. Thương quá vậy? Trong đây là sẽ có con nó cắn mình, sẽ có con không cắn mình. Con này là nó không cắn mình hiểu không? Nguyện quá vậy? Trời ơi, cảm ơn bạn nha. Ghê quá. Chỗ này có một cái cửa bí mật hiểu không? Rồi bây giờ Sammy chui vô đi. Rồi bấm nút C để chui vô. Rồi ok. Wow. Bây giờ là chỗ này là mê cung á. Chỗ này là Sammy phải tìm đường để đi đến cái chìa khóa. Đã bị mù đường rồi, bắt cho chơi mê cung. Biết con gì không? Tôi đố Sam con gì á. Con Slam. Đúng rồi, con Slam đó. Em con này nằm đây thôi mà có làm gì mình đâu. Cái e này để mở cái cửa bên dưới này thôi. Vậy phải ra cái cửa này đúng không? Tôi nghĩ ra cửa này đâu nè. Ra cửa làm gì bà nội? Ủa phải hả? Không, mình đi tìm chìa khóa chứ mình ra cái cửa làm gì. Ra chơi con đó vui. Ra cho con đó nó bắt mình hả? Nó ăn thịt mình. Nó múc ban mình. Ủa đây xuống đây là chỗ này, xuống đây hổ là đó. Nó múc ban mình luôn á. Nó múc ban mình luôn á bạn. Nó là hôm nay mình sẽ thử ăn Sammy đào nha. Lọt xuống đó là nó múc ban luôn đó. Múc ban. Ồ đây. Trời ơi tuyệt vời quá. Rồi tuyệt vời quá. Rồi đường nào nữa. Đây tôi đang đi nè. Tôi đang soi nè. Đây. Đường này đường cục rồi. Đường này đường cục rồi. Đường cục rồi. Hay chìa khóa gì này nè, chìa khóa bên này nè. Đúng rồi, chìa khóa ở bên đó đó. Tôi thấy là tôi tới nơi đó. Chắc luôn, chuẩn luôn. Ủa? bị chặn rồi. Không, ông lấy được luôn, trời ơi. Sammy đi sai đường rồi. Vậy là đi bên này, vậy là đúng hướng rồi, nhưng mà hơi sai thôi. Đúng hướng rồi. Đúng hướng rồi, nhưng mà hơi sai thôi là sao? Sai là sai, đúng là đúng. Không, đúng chứ đúng hướng rồi, nhưng mà hơi sai thôi là sao? Ủa, đây không phải, này phải qua đây.
mình lên đây đúng không ta? Thôi tự biết đi, hỏi Phong sao được. Cái này là Phong chỉ gọi là ngồi hướng dẫn cho Sam cách chơi thôi, đúng không? Đây, đúng rồi, đó thấy chưa? Đúng không, chắc chưa? Rồi, wow, chắc rồi, thấy ghê không? Tính ra Sammy tự mò đường cũng mò được các bạn, đấy không? Dễ mà. Đâu cần sự giúp đỡ của Phong đâu, mới đó mà kiếm được 3 chìa khóa rồi đó. Đó, làm mấy chìa khóa phá đảo vậy? Sammy phải kiếm được 20 cái chìa khóa mới phá đảo. Mở cửa ra. Rồi, cái đêm rồi. Sợ. Mấy cái con này là mấy con từ nãy giờ nó không đuổi Sam, nhưng mà một tí nó qua chuồng khác là con khác sẽ đuổi Sam đó. Ghê quá vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên chuồng tiếp theo, là cái chuồng mà mình nghĩ rằng Sammy sẽ rất là ám ảnh, ở chuồng của con khỉ các bạn đó. Ok. Đó, Sam thấy bên kia không? Ở bên kia kìa. Đó, hai. Cái đống bên đó đó. Ừ, có đó. Rồi, coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng cái con kia nó nhào ra đó nha. Rồi rồi, từ từ nè, đoạn này là chuồng con khỉ thì con khỉ đó. Không, tại thấy cái chân con kia tôi sợ. Trời. Không, tại tôi cũng giật mình đó bạn. Đừng di chuyển, đừng di chuyển. Nhìn xung quanh kìa, đó Sammy đang bị bao dây kìa. Ghê quá à. Đừng di chuyển. Rồi bây giờ Phong chỉ Sam nè, cái chuồng con khỉ này á, là con khỉ này sẽ tấn công mình. Cho nên Tôi Dũng ai đó? Dũng ai? Đây là Phong cận, đây là Camui nè. Không cần cả muối. Thôi giờ nè, Sammy á, bắn nó xong Sammy chạy vô kia liền nè, thấy không cái đường kia, thấy không nè cái đường, thấy không rồi. Chạy vô cái đường đó xong rồi leo lên trên đây, leo hết rồi. Đúng không? Ê, con kia leo rồi giờ sao? Ừ, con kia nó chặn đường rồi giờ sao ta? Có một con khỉ đang chặn đường ở trên đó rồi giờ sao Sam chạy ta? Tôi vô chạy không, tôi sẽ bắn nó đi. Ok, thử đi. Rồi chạy đi. Rồi chạy, đừng có đi bộ, chạy. Ai con bắt luôn, hai con thằng là con đưa cho căn vô đất luôn. Bắn nè, bắn xong chạy liền nha. Rồi chạy rờ bấm rờ đi. Rồi, ủa rồi. Chạy đi. Sao không chạy? Ủa chạy mà đứng. Ship để chạy đó nha, nhớ nha. Ship hả? Rồi để Phong giữ, Phong giữ phim ship cho. Rồi chạy đi. Leo kia. Nhanh lên. Qua kia, nhanh. Nhảy. Xong rồi. Sammy chậm quá à. Em bạn ơi. Rồi không sao, bây giờ Phong nhấn phim ship giúp cho Sam nè, Sam chỉ cần chạy thôi, hiểu không? Rồi chạy. Rồi chạy. Giờ nè, từ từ chạy. Thôi, bình tĩnh thôi, rồi leo lên kia, tìm đường nè, leo lên kia. Rồi sao nữa? Rồi. Tìm nhảy qua kia. Rồi. Leo lên kia. Rồi. Đúng rồi. Hết đuổi đúng không? Rồi, nó hết đuổi được. Sổ nè, sổ à. Trời ơi, tôi coi Sammy chơi mà tôi cũng đau tim dùm lúa bạn ơi. Sao nhìn cái chìa khóa nằm chỗ nào vậy? Đây. Nhìn lên trời, trên cao. Đó, chìa khóa nằm ở cây cột ở giữa nè. Rồi. Đây. Rồi ok, bây giờ Phong sẽ chỉ nè, cái này là một cái máy nó giúp cho mình có thể xoay được cái bàn này, hiểu không? Bây giờ Sammy sẽ xoay cái bàn làm sao để Sammy có thể có được đường lên trên cao. Đúng không? Mấy con khỉ nó bên dưới canh Sam nè, giờ Sam rớt xuống cái là múp bàn Sam. Ấy giờ sao đâu? Kìa, Sam nhìn bên đây nè, nó có cái bục cao cao, thấy không? Đây. Bà xây lại như cũ luôn rồi bà nội. Ủa, giờ sao? Đây, đúng rồi nè. Đó, xoay này lên đúng không? Kìa Sam, sao thấy con gì nhìn Sam bên kia không? Ghê quá hồ, nhìn đây giống đậu. Cái bông á. Bông đâu thấy ghê vậy? Cái bông màu trắng, à, ok, rồi xoay tiếp. Rồi bây giờ thôi tôi để cho Sam tự tìm đường Sam lên trên đi các bạn. Tôi sẽ không chỉ nữa, không, tôi chỉ những cái gì sơ sơ thôi. Liệu rằng là những cái gọi là cái chuồng đầu tiên nó đã khó với Sam như thế này rồi, thì những cái chuồng sau liệu rằng tôi không biết Sammy có thắng được không các bạn ạ. Ok, cái này là ai mà phải giỏi môn hình học các bạn. Đúng đó rồi. Không, xoay sao cho liên với cái chỗ cần gạt là đúng rồi. Dễ ồm hả? Vậy thiệt không, thiệt dễ không? Lỡ gì? Ồ đúng rồi mà. Đúng rồi. Rồi khoan từ, Sam biết Sam phải lên chỗ nào mà sao Sam đi hoài vậy? Sam chưa nhìn coi Sam đi chỗ nào vậy? Trên này nè. Rồi ok, trên đó rồi vậy sao thì nữa? Phải lên sau lưng đúng không? Lên cái sau lưng. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Cái não này bắt đầu thông minh rồi đó. Thông minh rồi hả? Bắt đầu khôn rồi. Đó, đến đây nè. Rồi lên trên đó thì sao nữa? Nè, nó bật qua đúng không? Bật qua đây. Chắc chưa? Nhiều khi bật bị rơi xuống dưới đó. Đây. Sam phải nhìn liên tục phải không? Sam phải nhìn liên tục coi chìa khóa nằm chỗ đây, nào. Đây, ở đây. Ở bên đó đúng không? Vậy từ đây quay bay qua đó là Sam nghĩ là có lấy được không? Đấu bị chặn rồi, đấu được đâu, vậy là sai đường rồi đó. Rồi. Đi lại đường khác, phải là đường bên kia mới đúng, đúng không? Trời ơi, mà đi nhiều đường cái gì? Vậy mà nãy có ai kêu dễ ta? Ủa, tưởng dễ mà sao khó vậy? Qua đây đúng không? Không, không chỉ. Sao nãy sao kêu dễ mà sao tự tìm đường đi? Chị, đây biết rồi hả chị? Hỏi chị hả? Kêu. Kêu hả? Kêu.
bây giờ Sam bấm soi lên cái chìa khóa đi, Sam bấm soi lên chìa khóa đi, trên chìa khóa nè, đó. Sao thấy không? Trên kia nó có một, nó có cái chỗ để mình bay lên nè, vậy là Sam phải đi qua bên cái tấm dán bên đây nè, ngước lên, ngước lên, ngước lên. Đây, Sam phải qua tấm dán bên đây nè, đúng không? Qua bên này vậy. Là Sam đi sai đường rồi đó. Ôi gì ơi, cái gì mà khó hiểu vậy? Cái này là tìm đường thôi chứ có gì đâu khó hiểu. Đi nhiều đường quá vậy. Em không hiểu gì chưa? Bây giờ là có cần nhờ Phong gọi là chỉ đi giúp xíu không? Không hiểu gì hết trơn á. Tự nhiên qua đây rồi, qua đây rồi, qua đây lúc này rồi chứ mấy bạn ấy mà tùng vặn không à. Ôi, tại sao không chịu động não chứ, thực ra nó dễ ẹt, nó có gì đâu, bình thường. Rồi ok, bây giờ thì tôi đã tìm được đường lên cho Sam rồi đó. Bây giờ là Sam, nhiệm vụ của Sam tiếp theo là tự chê thôi. Đó, rồi ok. Đây, giờ bắn qua đây thôi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là Sammy sẽ phải bay làm sao, canh sao bay qua bên đây. Vậy là đó. Mình phải ở cái bắn ở đây đúng không? Không, ở trên mà nội, ở trên. Ê, kìa. Cao quá nhỏ. Không, không cao lắm đâu, okay. Yên tâm đi. Mà rơi cái là xuống dưới luôn á nha. Sợ nhở. Vô. Rồi canh nè, canh nè, canh nè. Rồi bật cái kia lên canh, bật cái kia lên canh liền. Chuột kia. Canh. Cái nút canh đâu? Sao phải soi bằng cái nút bên kia kìa để canh. Ôi mày đó, xém nữa té thấy chưa? Sam leo lên cho nó là Sam phải bấm cái này liền để Sam canh dấu ít đúng không? Ok. Sam không chịu canh dấu ít là Sam bay gọi là nhầm liền á. Bốn cái chìa khóa rồi. Rồi, bây giờ chìa khóa cuối cùng thì cho Sam đỡ đỡ sợ thì tôi sẽ chỉ cho Sam cái chìa khóa dễ nhất nha các bạn nha. Con này dí ghê quá. Cái con đó là phải chạy đó. Rồi bây giờ Sam đi nhảy xuống xong đi bắn nó luôn đi. Thử đi. Chạy nha. Rồi. Wow! Rồi chạy. Chạy. À! Chạy là phải nhấn luôn phím ship để chạy. Ship mà nó bị đau chân. Ui! Dạ? Cái con kia sau lưng kìa. Bật cái soi lên. Sam phải bật cái soi liên tục để coi mấy con đó đang ở đâu. Sam phải soi để Sam biết Sam chạy. Nãy Sam đi ngang qua nó rồi. Mày đi ngang qua nó không thấy tôi tự nhiên bắt. Quay lại nhìn nó nè, nó bắt Sam tự, Sam tự quay lại chứ không kêu Sam quay lại đâu. Ông bảo quay lại nhìn nó nè. Tôi kêu Sam soi nó. Ông bảo quay lại nhìn kia. Rồi ok, lỗi Phong, mệt quá. Biết chạy. Lấy bóng đèn cái đó từ từ xảo à. Trời, nó đang đuổi còn lấy bóng đèn nữa bà nội. Sam thử đánh nhau với con thỏ trước đi. Rồi. Bây giờ con thỏ này á là bây giờ Sam đi bật cái soi lên. Đó, Sam thấy bên dưới có mấy cái cột không? Bây giờ Sam phải chọn cái cột đúng phải không? Rồi. Ý là cái chạy vòng tròn ý hả? Bây giờ Sammy phải dụ nó lại gần để Sam cho nó đuổi Sam vô khu rừng đi. Phong có một cái bí kíp như này nè, là Sam dụ cho nó chạy vô khu rừng, nó sẽ bị kẹt trong khu rừng, hiểu không? Ok, rồi. Tới đây cưng. Tới đây cưng ơi, tới đây. Rồi, Caron ơi. Ủa, tính ra bà đâu cần lại gần nó, bà chỉ cần gẹt cái cho nó nghe tiếng động nó chạy mà. À, tôi tưởng đây. À, nó nghe tiếng động nó sẽ đi theo mình đúng không? Rồi ok. Đi! Đi đây. Chạy khu rừng, chạy ra tuốt sau luôn, chạy tuốt sau đây luôn. Đi vô. Rồi nhìn lại coi nó có đang đuổi không? Ôi rồi. Chạy đi, đừng có đứng im, chạy đi. Rồi. Có còn đuổi không vậy? Đây. Rồi. Kẹt đúng không? Bị kẹt đúng không? Hên xui à. Này hên xui bị kẹt hay không? Hên xui à. Rồi. Đó sai nè. Mày đó hình như đang bị kẹt. Ôi bị kẹt rồi. Trời ơi tuyệt vời, 10 điểm. Đây. Trời ơi, một phát trúng luôn. Không, cái đó là cái bóng đèn của người ta. Bóng đèn hả, tôi tưởng. Rồi, chưa, tay may mắn chưa, lật ra luôn. Rồi, đúng rồi, sao nữa? Vô lấy đâu, vô chỗ nào lấy. Đây nè, ok. Rồi, ok, 5 cần gạt rồi, trời ơi, tôi mệt quá. Dễ bạn ơi. Dễ quá à. Dễ quá hả? Ừ. Từ nãy giờ tôi không chỉ Sam chắc dễ quá. Rồi ok bạn, coi như là tập ngày hôm nay thì Sammy cũng đã gọi là vừa qua được một tập đầu tiên, chính là tìm được 5 cái chìa khóa đầu tiên rồi. Còn 3 tập còn lại thì tôi không biết sao, nhưng mà mới tập đầu tiên là mấy cái map dễ nhất thôi mà tôi đau đầu với Sammy quá. Sammy chơi mà tôi mệt quá. Đó, cho nên là mấy bạn nào muốn coi Sam làm tiếp thì đừng quên là kéo xuống bên dưới nhấn nút like video này. Nếu như video này đạt được 5.000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Còn nếu như không đạt được 5.000 like chứ mình không làm tập tiếp theo đâu. Tại mình chỉ Sam chơi mình mệt. Chạy Sammy núp chơi game kinh dị. Mình mệt quá. Ok bạn, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, chứ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào muốn tiếp tục coi Sammy phá đảo Yonomali thì đừng quên là kéo xuống bên dưới, đăng ký kênh và nhấn nút like. Và đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Thôi dừng lại đi. Dịp đi, tôi mệt. Tôi đi uống thuốc.